Thông tin từ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, Hiệp hội này vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị làm rõ cơ quan đứng ra bảo kê cho một doanh nghiệp vận tải tại thành phố Hải Phòng. Theo phản ánh của các đơn vị vận tải hàng hóa tại Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xác định công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Trung Thành có trụ sở tại thành phố Hải Phòng, hoạt động vận tải cạnh tranh không lành mạnh. Doanh nghiệp này có những biểu hiện tranh cướp chủ hàng để có hàng hóa vận chuyển, coi thường các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ trên đường, thường xuyên chở quá tải, tổ chức chống đối lực lượng chức năng. Theo dư luận tại Hải Phòng, công ty Trung Thành có sự bảo kê từ các cơ quan chức năng, trong đó có thể là lực lượng công an thành phố. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án để điều tra làm rõ cơ quan bảo kê cho công ty Trung Thành và có biện pháp xử lý. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan hữu quan có những biện pháp thật kiên quyết, cứng rắn, khắc phục tình trạng xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, ngày 29 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra xử lý vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Trung Thành trong hoạt động vận tải.